Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây thì nữ streamer Firefly đã bị cấm sóng vô thời hạn bởi vì cô đã rất nhiều lần ăn mặc phản cảm khi mà đang livestream. Và gần đây nhất, cô lại còn livestream trong tình trạng không được tỉnh táo và có hơi men trong người. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ ràng hơn và chi tiết hơn về vấn đề này của nữ streamer Firefly quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy bắt đầu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời đại streamer lên ngôi cũng gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng khi các nữ streamer lợi dụng hình thế phô trương quá đà bằng những chiêu trò ăn mặc phản cảm, ngay lập tức sẽ bị phản tác dụng. Mới đây nhất, một cô gái làm việc trong lĩnh vực này đã bị nhận án phạt vì mặc quá hở hang. Vâng, đây trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, đó là Firefly. Trước khi dính án phạt, Firefly liên tiếp diện những trang phục hở hang khiến nhiều người xem đôi lúc phải đỏ mặt. Không chỉ vậy, gần đây nhất, nữ streamer này còn xuất hiện trong một clip live trong tình trạng say xỉn, giọng nói thì thiếu tỉnh táo, ăn mặc thì xộc xệch. Cô nói bản thân đang muốn tìm bạn trai, trách móc và yêu cầu được tăng lương. Trong các video livestream là sự tương tác giữa streamer và người xem. Khi khán giả còn chưa kịp an ủi, Firefly đã có những hành động trong tình trạng thiếu lý trí. Cô gây náo loạn trong video trực tiếp, sau đó có người đến để can thiệp và tắt màn hình live của cô. Sau sự việc này, kênh của Firefly bị cấm sóng vô thời hạn vì hai lý do. Một là cô ăn mặc hở hang và say xỉn khi livestream. Tuy nhiên, hành động sau khi nhận án phạt của cô nàng lại khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Thưa quý vị, mặc dù bị cấm sóng, Firefly vẫn tiếp tục xuất hiện trong các sự kiện gần đây trong những trang phục vô cùng gợi cảm, như là để thách thức lệnh cấm. Cô tỏ ra chống đối với việc kênh của mình bị tắt. Khi tham gia một buổi khai mạc lễ hội hoạt hình và giao lưu với fan, cô khiêu khích với bộ đồ khoe gần trọn vòng 1, cộng đồng mạng tỏ ra ngán ngẩm với chiêu nổi tiếng này của cô nàng. Và không chỉ riêng Firefly, một số nữ streamer khác cũng đã từng chung số phận bị khóa kênh vì cách ăn mặc phản cảm. Vâng, ví dụ như đây, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, đó là tài khoản mang tên Velvet Seven bị cấm sóng vĩnh viễn. Một nữ streamer, Woha, cũng bị án phạt tương tự vì ăn mặc quá gợi cảm, lắc lư trên livestream. Năm 2017, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia cũng đã ra lệnh cấm nữ diễn viên Denny Kawan đóng phim trong một năm do cô thường ăn mặc vô cùng phản cảm. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta lại nói về Firefly. Quý vị ơi, Firefly vốn là một cô gái khá là xinh đẹp, đồng thời nổi tiếng với thân hình gợi cảm và thường xuyên chiêu đãi người xem bằng những pha bóng mắt nhờ các bộ trang phục rất là sexy của mình. Tuy nhiên, mới đây thôi, không hiểu vì lý do gì mà nàng streamer bất ngờ xuất hiện trên sóng trong một bộ trang phục có phần xộc xệch và dường như cô nàng còn nhuốm hơi men thì phải. Cụ thể là khi đang tương tác với fan hâm mộ với một phong cách nói chuyện khá là bay, Firefly đột nhiên hét lên trên sóng truyền hình, than thở rằng mình buồn quá, mong muốn tìm được một người bạn trai, rồi sau đó lại chỉ trích tất cả và yêu cầu được tăng lương ngay trên sóng. Điều này đã ngay lập tức tạo nên sự náo động, cũng như khiến cho lượng người xem trực tiếp trên kênh của Firefly có dấu hiệu tăng vọt. Tuy nhiên, dường như có người nhắc nhở và màn hình livestream của Firefly sau đó đã vụt tắt. Cái kết thì cũng chẳng êm đẹp cho lắm, khi những thông tin đăng tải trên Facebook cá nhân của cô nàng vào sáng ngày hôm sau thì Firefly đã chính thức bị cấm kênh, chưa rõ thời hạn, với hai lý do chính. Một là vì các bộ trang phục của cô khá phản cảm, và hai là do màn say xỉn gây chú ý trên sóng livestream vừa rồi. Tuy nhiên, dường như trong lúc bị cấm, Firefly càng tỏ ra khó thuần và liên tục có các hành động như kiểu muốn chống đối nền tảng và thể hiện cái tôi của mình thì phải. Theo đó, Firefly liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn, gần đây nhất là buổi lễ khai mạc hoạt hình FF để giao lưu cùng với fan của mình. Trong toàn bộ sự kiện, cô nàng không mặc gì ngoài một bộ trang phục vô cùng khiêu khích, với điểm chung là cố gắng khoe tròn sự gợi cảm và vòng một siêu khủng của mình. Tất nhiên, các fan hâm mộ của Firefly tỏ ra rất hào hứng trước viễn cảnh này. Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng có lẽ nền tảng nên giữ vững án phạt một cách bền lâu. Có vậy thì cô nàng streamer sẽ còn xuất hiện sexy và gợi cảm hơn nữa chăng?
Nhiều người còn cho rằng nếu phản kháng như thế này mà có hiệu quả thì đúng là họ mong muốn cô nàng trong tương lai sẽ nhận được nhiều án phạt hơn. Thưa quý vị và các bạn, đúng là mỗi người đều mang một cá tính, một sở thích ăn mặc riêng và tất nhiên không ai có quyền ép ai diện đồ gì, diện như thế nào mới là đẹp. Nhưng phong cách ăn mặc của mỗi người cũng nên nằm trong một khuôn khổ cho phép, sao cho không quá lố lăng và phản cảm. Việc các cô gái sở hữu dáng người hoàn hảo, diện lên những trang phục mang phong cách gợi cảm vốn là điều không có gì quá xa lạ. Tuy nhiên, xét cho cùng, việc diện đồ gợi cảm cũng là để nàng xây dựng một hình ảnh lung linh trong mắt những người xung quanh. Vậy hãy lựa chọn trang phục sao cho thật tinh tế, nhằm bảo toàn hình ảnh chuẩn xinh đẹp, cuốn hút trong mắt người đối diện. Cụ thể, dưới đây là 3 điều cơ bản giúp nàng tránh việc phong cách trở nên phản cảm. 1. Là không diện đồ quá ngắn. Trang phục quá ngắn không chỉ làm nàng dễ dàng gặp phải những tình huống lộ nội y hay vòng ba kém duyên, mà còn gây khó khăn trong việc di chuyển, đứng lên ngồi xuống, phải không ạ? Việc diện đồ quá ngắn chắc chắn sẽ không thể giúp nàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người nhìn. Bởi vậy, hãy lựa chọn trang phục với độ dài phù hợp các nàng nhé. Thứ hai, các nàng không nên diện đồ cắt hở quá rộng. Tương tự như những trang phục dáng quá ngắn, những món với thiết kế cắt hở quá rộng cũng có thể dễ dàng làm phong cách của nàng trở nên phản cảm, phô phàng. Chỉ một phút bất cẩn, chúng đôi khi có thể làm nàng để lộ điểm nhạy cảm ở vóc dáng, ví dụ như khu vực vòng 1, vòng 3. Bởi vậy nói, trang phục với khoảng hở nhỏ nằm ở các vị trí thật tinh tế sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho các nàng. Và điều thứ ba là không để lộ chi tiết nội y ngoại trừ những món có tác dụng thẩm mỹ. Thưa quý vị và các bạn, nội y vốn là trang phục diện bên trong nên được giấu đi để bảo toàn một số tổng thể set đồ hài hòa, hút mắt. Việc để lộ dấu vết của lớp nội y bên trong sẽ chỉ làm phong cách của nàng trở nên kém duyên hơn mà thôi. Nhưng tất nhiên, nàng vẫn có thể khoe ra những mẫu nội y mang thiết kế độc đáo, có tác dụng làm điểm nhấn cho trang phục, điển hình như các mẫu áo của Balatren. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.